Năm 2023, năm sôi động về ngoại giao của Việt Nam với nhiều dấu ấn nổi bật. Quan hệ đối ngoại trên bình diện song phương và đa phương tiếp tục được mở rộng và sâu sắc hơn. Trong đó quan hệ với nhiều đối tác quan trọng đã được nâng lên tầm cao mới với những bước phát triển mới về chất. Nhìn từ Hà Nội phát sóng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, xuất phát từ vai trò, vị thế, chức năng của mình, nên hoạt động đối ngoại của Quốc hội vừa mang tính nhà nước, vừa mang tính nhân dân sâu sắc. Đây được xem là lợi thế riêng có của hoạt động ngoại giao nghị viện, đồng hành cùng với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân để đóng góp tích cực cho việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng hội nhập quốc tế, đưa quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác đi vào chiều sâu, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới cho công cuộc phát triển đất nước. Năm 2023 vừa qua đánh dấu một năm sôi động đối với hoạt động ngoại giao nghị viện. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm vừa qua ghi nhiều dấu ấn lần đầu tiên trong lịch sử, thể hiện được uy tín và vai trò dẫn dắt của Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Và để có thể cùng nhìn lại những dấu ấn trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm qua, chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Đại sứ Ngô Quang Xuân, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Xin chào biên tập viên Kim Ngọc và các khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Quốc hội. Vâng, đầu tiên thì xin được cảm ơn Đại sứ Ngô Quang Xuân đã dành thời gian với truyền hình Quốc hội Việt Nam ngày hôm nay để chúng ta có thể cùng nhìn lại những dấu ấn trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm 2023 vừa qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023 vừa qua thì đối ngoại Quốc hội không chỉ đồng hành chặt chẽ với các dấu ấn ngoại giao quan trọng của đất nước mà còn từng bước được nâng tầm, khẳng định vị thế đặc biệt riêng có. Hoạt động đối ngoại song phương vô cùng sôi động đã tăng cường được sự tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, tạo cơ sở rất quan trọng để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Năm 2023 đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ tới thăm nhà Quốc hội Việt Nam với lễ trao kỷ vật chiến tranh đặc biệt, minh chứng cho quyết tâm hàn gắn quá khứ, hướng tới tương lai. Năm 2023, cũng tại nhà Quốc hội Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khẳng định quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp đã trở thành một bộ phận quan trọng của quan hệ tổng thể giữa hai đảng, hai nước. Những sự kiện cho thấy đối ngoại Quốc hội đã thực sự đồng hành chặt chẽ với những dấu ấn ngoại giao quan trọng của đất nước. Cũng tại nhà Quốc hội, trong năm 2023 vừa qua, Quốc hội ta đã chào đón trên 10 đoàn Chủ tịch Quốc hội, nghị viện các nước thăm chính thức Việt Nam. Những chuyến thăm góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, là cơ sở rất quan trọng để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và các nước. Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga, phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga đã được tổ chức. Đây cũng là phiên họp đầu tiên sau 3 năm gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Cái kết quả phải nói rằng là rất là thành công với 77
ý kiến từ hai phía và đã cùng nhau tìm cách giải quyết và tháo gỡ những cái khó khăn trong việc thúc đẩy cái quan hệ các lĩnh vực khác nhau. Một điểm nhấn quan trọng trong các chuyến thăm song phương của lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Cuba, dấu ấn đặc biệt khẳng định vai trò của Quốc hội trong tăng cường quan hệ với các bạn bè truyền thống. Đây là sự kiện lịch sử, bởi đó là dịp Cuba kỷ niệm chiến thắng Heron, một sự kiện rất quan trọng đối với nhân dân Cuba. Hơn nữa, đây cũng là dịp Quốc hội Cuba thông qua kết quả bầu cử. Một sự kiện đặc biệt như vậy chỉ có thể xảy ra giữa hai quốc gia có mối quan hệ đặc biệt như Cuba và Việt Nam. Hàng loạt thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội các nước đã được ký kết. Các diễn đàn kết nối doanh nghiệp mang lại kết quả thực chất, toàn diện, có thể thấy được ngay sau các chuyến thăm. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì cái quan hệ giữa Việt Nam và Bangladesh đã nâng lên một tầng cao mới và thể hiện trước mắt mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay đó là hoạt động của sự doanh nghiệp của hai nước trong vấn đề thúc đẩy thương mại, xúc tiến đầu tư tăng lên rất nhanh. Và tôi cũng thể bật mí rằng là sắp tới đây có khả năng là chuyến bay thẳng sẽ được tổ chức từ Việt Nam với Bangladesh. Đấy sẽ là một cái dấu ấn và kết quả nhìn thấy ngay sau khi chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Những chuyến thăm chính thức nước ngoài cũng là dịp để lãnh đạo Quốc hội Việt Nam gặp gỡ, trò chuyện với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó khẳng định kiều bào luôn là một phần gắn bó, không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Một sự kiện đặc biệt ý nghĩa đó là trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội đã dự lễ khai trương phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, địa phương có cộng đồng người Thái Lan gốc Việt Nam đông nhất, với hơn 60.000 người trong tổng số 100.000 người Thái gốc Việt trên toàn Thái Lan. Đây lần đầu tiên chúng ta có một khu phố Việt Nam mà được chính quyền sở tại là ủng hộ thành lập và được thừa nhận chính thức. Thì cái ý nghĩa ở đây nó không dừng lại ở cái chỗ nó thể hiện là cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cái việc duy trì, gìn giữ cái bản sắc văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở tại nước ngoài mà nó sâu xa hơn. Ở đây nó cũng sẽ là một trong những cái điểm đến quảng bá thêm về hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Vâng, thưa đại sứ Ngô Quang Xuân ạ, có thể thấy rằng trong năm 2023 vừa qua thì nhà Quốc hội của Việt Nam đã chào đón rất nhiều những vị khách đặc biệt, không chỉ là lãnh đạo Quốc hội, nghị viện các quốc gia trên thế giới mà còn là người đứng đầu nhiều quốc gia. Và bên cạnh đó là các chuyến thăm chính thức rất là nhiều nước của lãnh đạo cấp cao Quốc hội Việt Nam, tiêu biểu là của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vậy đại sứ Ngô Quang Xuân có ấn tượng như thế nào về hoạt động đối ngoại song phương của Quốc hội Việt Nam trong năm 2023? Có thể nói là cái hoạt động đối ngoại song phương của Quốc hội trong 2023 là sôi động nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Vì qua cái thông tin chúng ta vừa được nghe, được nhìn thấy thì chúng ta thấy rằng các hoạt động nó đã diễn ra tại Việt Nam, tại các cái châu lục và tại các nước mà theo cái truyền thống của chúng ta và theo cái đường lối đối ngoại của Đại hội 13 thì chúng ta đã tập trung ưu tiên là cái đối ngoại đối với các nước lớn và đối với các nước láng giềng thân thiết và với các nước truyền thống. Và có thể nói là thực sự là rất là ấn tượng với cái việc mà một Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm nhà Quốc hội và trao kỷ vật chiến tranh đặc biệt. Và chúng ta thấy là ngay sau đó thì là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình của Trung Quốc cũng đến hội kiến với Chủ tịch Quốc hội nước ta tại nhà Quốc hội. Và ông khẳng định là cái quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp sẽ được củng cố và được phát triển một cách mạnh mẽ và bền vững. Và hơn 10 chuyến thăm của các cái chủ tịch quốc hội cũng như chủ tịch nghị viện của các nước đến thăm và tất cả các cái hội đàm, các cuộc tiếp xúc cũng diễn ra tại nhà quốc hội. Và chúng ta thấy là đoàn nào cũng rất là hài lòng với kết quả hợp tác với Quốc hội Việt Nam. Và như thế là chúng ta thấy rằng cái ngoài ra thì chúng ta thấy là cuộc Chủ tịch Quốc hội đi thăm đã, theo thông tin như vừa được cập nhật ấy, là đã đến 9 nước, rồi các phó Chủ tịch Quốc hội, rồi các
chủ nhiệm ủy ban, rồi các cái đoàn của nghị sĩ, nhóm nghị sĩ quốc hội, rồi nghị sĩ nữ quốc hội, nghị sĩ trẻ cũng rất là sôi động. Cho nên là tôi nghĩ là đây là một cái dấu ấn cực kỳ ấn tượng cho cả cái hoạt động đối ngoại của quốc hội trong thời gian vừa qua. Vâng, đại sứ Ngô Quang Xuân thì cũng vừa mới nhận định rằng là hoạt động đối ngoại song phương trong năm qua thì sôi động nhất kể từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay. Và đặc biệt là các chuyến thăm nước ngoài, tiếp xúc cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì cũng đã mang lại rất nhiều những kết quả thực chất và ghi nhiều dấu ấn đặc biệt. Ví dụ như là việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì cũng đã phát biểu tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Cuba, hay là việc là Quốc hội Việt Nam của chúng ta cùng với nhiều nghị viện trên thế giới thì cũng ký mới các cái thỏa thuận hợp tác, và các cái diễn đàn kết nối về thương mại thì cũng đã đưa ra thì nhiều cái kết quả thực chất về đầu tư kinh doanh, và bên cạnh đó còn là giao lưu nhân dân nữa. Cá nhân đại sứ Ngô Quang Xuân thì có ấn tượng với những hình ảnh, những kết quả nào, và theo ông thì những kết quả nổi bật này thể hiện điều gì? Thì cũng phải nói là khó mà tìm chọn được cái dấu ấn gọi là ấn tượng nhất, vâng, cái hoạt động ấn tượng nhất, bởi vì tất cả các hoạt động đều ghi dấu ấn, mà những dấu ấn toàn là đặc biệt. Đoàn Chủ tịch Quốc hội thăm các nước đã để lại những cái ấn tượng rất là sâu sắc trong quan hệ giữa nước Quốc hội nước ta với Quốc hội nghị viện các nước, và nói chung là giữa quan hệ giữa cả song phương với các nước và với nhân dân các nước. Thì chúng ta thấy là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội ta sang châu Âu chẳng hạn, thì chúng ta tập trung để mà thúc đẩy cùng với các nước để triển khai thực hiện cái hiệp định thương mại tự do mà đã ký kết giữa Việt Nam với các nước châu Âu, EVFTA. Các đoàn của chúng ta cũng tập trung để làm thế nào để cùng vận động các nước thông qua cái hiệp định mới, cái hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và các nước. Đối với các cái địa bàn khác, như chẳng hạn Mỹ Latin, thì chúng ngoài cả quan hệ song phương với các nước đặc biệt như Cuba, rồi Quốc hội cũng đi thăm Uruguay và Argentina, thì chúng ta thấy là cái chúng ta đã ngoài cái quan hệ hai bên, thì chúng ta cũng mở rộng và nâng tầm cái quan hệ của chúng ta với các cái thành viên của tổ chức Mercosur của Mỹ Latin. Ký kết mới rất là nhiều hiệp định nhân dịp đoàn Chủ tịch Quốc hội thăm các nước, nó cho thấy là cái vai trò của đối ngoại Quốc hội thì rất là quan trọng trong cái ngoại giao nhà nước. Và nằm trong cái trụ cột ngoại giao nhà nước thì chúng ta thấy là cái đặc thù của cái ngoại giao nghị viện mà Quốc hội ta thể hiện, Chủ tịch Quốc hội ta thể hiện, nó đúng là nó có một cái vị trí rất là đặc biệt. Nó là có mang tính chất là có lúc là mở đường, nhưng có lúc là cũng như là cánh tay nối dài của cái toàn bộ cái nền ngoại giao của chúng ta. Bây giờ ví dụ như là phối hợp giữa ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân, thì cái kênh ngoại giao Quốc hội là có cái lợi thế đặc biệt. Và chúng ta thấy là những cái cuộc thăm ở các nước, và trong đó thì có một số hoạt động rất là đặc thù. Ví dụ như là cái chuyến thăm Thái Lan, thì Chủ tịch Quốc hội cũng là người đã khai trương cái phố Việt Nam, tiếng Anh gọi là Việt Nam Town. Thì đây là cái phố Việt Nam đầu tiên, và cho đến bây giờ cũng là duy nhất. Phải nói là đây là một cái hoạt động rất là nổi bật. Hay là cái thành lập cái phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Thái Lan cũng vậy. Nó mang những cái nét rất là đặc trưng, cái đóng góp rất là đặc biệt của cái ngoại giao nghị viện. Và đến các nước khác cũng vậy. Chúng ta thấy là đi cả châu Mỹ Latin, Nam Á, rồi châu Âu, thì đoàn quốc hội chúng ta đều đã phát triển thêm cái mối quan hệ với các nước một cách nó toàn diện và sâu sắc, và không chỉ trong ngoại giao đối ngoại nghị viện, mà nó mở ra ngoại giao kinh tế, ngoại giao thương mại và cái ngoại giao nhân dân rất là sôi động.
Vâng ạ, thưa đại sứ Ngô Quang Xuân, thưa quý vị khán giả, khi mà chúng ta nhìn lại những dấu ấn của đối ngoại Quốc hội trong năm 2023 vừa qua, thì không thể không kể đến việc lần đầu tiên hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam đã được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây được coi là dấu mốc lịch sử trong hợp tác giữa ba quốc gia Campuchia, Lào, Việt Nam nói chung và giữa ba quốc hội nói riêng. Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ nhất diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2023 là một trong những sáng kiến quan trọng của Quốc hội Việt Nam trên cơ sở nâng cấp cơ chế hội nghị cấp ủy ban giữa Quốc hội ba nước, sự đồng thuận của người đứng đầu ba đảng của ba nước và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa ba nước trong nhiều năm qua. Hội nghị góp phần đồng bộ với các cơ chế hợp tác cấp cao giữa ba nước, triển khai có hiệu quả các chủ trương hợp tác ba bên đã được người đứng đầu ba đảng thống nhất, cũng như giám sát, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa ba nước nói chung, tại khu vực tam giác phát triển nói riêng, góp phần đưa quan hệ ba nước, ba quốc hội đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất là dấu mốc quan trọng, có tính lịch sử, mở ra trang mới trong hợp tác giữa ba cơ quan lập pháp, hoàn thiện ba đỉnh tam giác của cơ chế hợp tác Campuchia, Lào, Việt Nam. Người đứng đầu ba đảng, thủ tướng ba nước và giờ là chủ tịch ba quốc hội. Và sáng nay trong buổi gặp với chủ tịch nước Thổng Luân Si Sulit thì đã dùng cái hình tượng đây là cái kiềng ba chân để thể hiện cái mối quan hệ gắn bó đoàn kết và bền vững giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Với chủ đề tăng cường vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào, Việt Nam, hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam gửi đi thông điệp hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và hợp tác vì thịnh vượng và phát triển bền vững. Hội nghị đánh dấu lần đầu tiên đại diện tất cả các ủy ban của Quốc hội ba nước cùng có mặt tại Viêng Chăn, Lào để tham gia các phiên họp trên tất cả các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh. Quy tụ không chỉ sự tham gia của ba chủ tịch quốc hội đứng đầu ba cơ quan lập pháp của ba nước mà còn tập trung tất cả các cái đại diện lãnh đạo của ủy ban chuyên môn của quốc hội, của các bộ ngành và các địa phương thuộc khu vực tam giác phát triển. Quốc hội Lào đã làm rất tốt cái vai trò chủ nhà của mình. Và Quốc hội Việt Nam thì chúng tôi cũng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Chủ tịch Quốc hội thì cũng đã có những đóng góp rất là cụ thể vào cái chương trình nghị sự cũng như là các cái hoạt động của hội nghị. Và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam không chỉ các cái đại biểu Quốc hội ở Trung ương, ở các ủy ban mà các cái đại biểu ở các địa phương trong khu vực tam giác phát triển ba nước rồi là các bộ ngành cũng đã đóng góp rất là thành công vào cái tuyên bố chung của hội nghị. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, ban hành tuyên bố chung của hội nghị lần thứ nhất, trong đó đánh giá cao kết quả và những kiến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy quan hệ ba nước nói chung. Trong các lĩnh vực cụ thể nói riêng, ghi nhận những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến cơ chế hợp tác, sự khác biệt trong các quy định của pháp luật, các đề xuất giải quyết. Tại hội nghị, Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ tịch hội nghị cấp cao Quốc hội CLV lần thứ 2 vào năm 2025 và mời đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia và Quốc hội Lào tham dự hội nghị tổ chức tại Việt Nam. Vâng, thưa đại sứ Ngô Quang Xuân, chúng ta vừa nhìn lại những hình ảnh của hội nghị cấp cao lần đầu tiên giữa Quốc hội ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam. Theo như đánh giá của ông thì việc lần đầu tiên tổ chức hội nghị cấp cao Quốc hội của ba nước CLV thì có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như thế nào trong bối cảnh hiện nay? Đây là một cái sự kiện lịch sử. Trong bối cảnh hiện nay, tình hình khu vực cũng như tình hình thế giới thì chúng ta thấy là đang diễn biến tương đối phức tạp, rất là khó lường. Và đặc biệt là có những yếu tố nó có thể là nó ảnh hưởng, nó đe dọa đến cái ổn định, an ninh, hòa bình ở khu vực. Thì chúng ta thấy là cái hội nghị này diễn ra lần đầu tiên giữa ba nhà lãnh đạo lập pháp của ba nước, nó thể hiện một cái ý chí, một cái nguyện vọng và một cái mong đợi của toàn dân của ba nước hướng tới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Thế thì bên chúng ta thấy là đây là một cái hoạt động, một cái sự kiện chúng ta nói là lịch sử, bởi vì sau cái, bên cạnh cái cơ chế ba bên của các nhà lãnh đạo đảng, các thủ tướng của ba nước thì đây là lãnh đạo của chủ tịch quốc hội của ba nước đã họp. Và bên như là chúng ta vừa nghe thì rõ ràng là tất cả các cơ quan của
những lãnh đạo cơ quan quốc hội đều có mặt, hay là lãnh đạo của rất nhiều bộ, nhiều ngành và các địa phương liên quan. Và đặc biệt là nó biểu hiện một cái tam giác phát triển giữa ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam. Và chúng ta thấy là cái tuyên bố chung, cái nội dung tuyên bố chung nó khẳng định một lần nữa cái quan hệ rất là truyền thống, quan hệ rất là đặc biệt, quan hệ rất là hữu nghị giữa ba cái nhân dân ba nước chúng ta. Mà hiện nay là các cái chủ tịch quốc hội đứng ra để thay mặt nhân dân, thay mặt quốc hội ba nước thực hiện cái hội nghị đầu tiên như vậy. Và cứ từ nay trở đi thì chúng ta thấy là cứ 2 năm một lần rồi cuộc họp như vậy sẽ được tiến hành. Và năm 2025 thì Việt Nam là chủ trì cái hội nghị này. Và chúng ta thấy đây là một cái cơ chế mà nó sẽ làm cho cái quan hệ truyền thống, quan hệ các cái nước láng giềng với nhau theo chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng ta, nó đã vượt lên một cái tầm mới mà được đón nhận bởi các dân tộc, bởi nhân dân, các nhà lãnh đạo và nhân dân ba nước của chúng ta. Dạ vâng, thưa Đại sứ Ngô Quang Xuân, thưa quý vị và các bạn. Năm vừa qua thì đúng theo tinh thần của chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2023. Hoạt động đối ngoại đa phương của Quốc hội Việt Nam cũng ngày càng được nâng tầm. Không chỉ là một thành viên có trách nhiệm chủ động đóng góp những sáng kiến trên các diễn đàn nghị viện đa phương, mà Quốc hội Việt Nam còn đăng cai nhiều sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, khẳng định được vai trò dẫn dắt và định hình luật chơi chung. Việc Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 chính là điểm nhấn ấn tượng nhất trong một năm thành công đặc biệt của đối ngoại Quốc hội. Năm 2023, Quốc hội Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức nhiều sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, đóng góp nhiều sáng kiến, nâng tầm Việt Nam từ tham gia tích cực lên chủ động đóng góp xây dựng và định hình luật chơi chung, góp phần bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả các lợi ích chiến lược về an ninh, phát triển của Việt Nam. Trong ngoại giao nghị viện đa phương, Quốc hội ta đã tham gia tích cực và chủ động với tâm thế sẵn sàng đóng góp xây dựng định hình luật chơi chung và khởi xướng dẫn dắt các sáng kiến mới tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế khu vực như là Liên Hợp Quốc, IPU và IPA, v.v. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 thành công vượt bậc ngoài mong đợi là điểm nhấn nổi bật trong một năm đối ngoại nghị viện sôi động nhất từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với gần 500 đại biểu, trong đó có hơn 300 đại biểu quốc tế. Lần đầu tiên hội nghị có logo, bộ nhận diện riêng với ý nghĩa sâu sắc, thể hiện bản sắc nước chủ nhà Việt Nam. Lần đầu tiên thông qua một tuyên bố hội nghị về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thông qua hội nghị, Quốc hội Việt Nam đã khẳng định vai trò, trách nhiệm đóng góp tích cực của mình đối với các diễn đàn đối ngoại nghị viện đa phương, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh con người, đất nước Việt Nam thân thiện, năng động, nhiều cơ hội hợp tác đầu tư, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các nghị sĩ trẻ toàn cầu. Công tác chuẩn bị cho hội nghị được Quốc hội Việt Nam tổ chức rất tốt. Tôi thấy được sự nồng nhiệt chào đón của các nghị sĩ, của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Điều đó thể hiện sự chân thành và từ đó chúng tôi rất có thiện cảm với Việt Nam. Việt Nam rất năng động, con người rất hiếu khách. Tôi đã nhận được sự đón tiếp rất nồng nhiệt. Tôi cũng rất cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Việt Nam vì sự chào đón nồng nhiệt của ông. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 cũng là kỳ hội nghị có chương trình hoạt động phong phú nhất từ trước tới nay. Tọa đàm tăng cường năng lực số cho thanh niên do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức. Triển lãm khát vọng Việt Nam với 110 sản phẩm ô cốp, 52 sản phẩm công nghệ được giới thiệu tới bạn bè quốc tế. Chương trình tham quan Vịnh Hạ Long, cơ hội để các nghị sĩ trẻ tìm hiểu về những nét văn hóa đặc sắc, sức hấp dẫn của du lịch, đất nước, con người Việt Nam. Có một điểm rất ấn tượng đối với tôi khi trò chuyện với Ngài Chủ tịch Quốc hội, đó là tôi cảm nhận được rằng Việt Nam là một quốc gia luôn chào đón tất cả bạn bè quốc tế. Và như vậy, Việt Nam sẽ ngày càng nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế.
Phương là người theo dõi sát sao các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, trong đó thì có Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức trong năm 2023 vừa qua. Đại sứ Ngô Quang Xuân có ấn tượng như thế nào về sự kiện này? Ấn tượng rất mạnh mẽ, một ấn tượng rất là đặc biệt. Mà theo tôi biết thì sự kiện này đã được đánh giá là một trong 10 sự kiện của Quốc hội Việt Nam năm 2023. Một sự lựa chọn tôi cho là rất là trải qua cái sự bình bầu rất khó khăn, nhưng mà một cái sự lựa chọn tôi cho là rất là đúng đắn. Bởi vì cái hội nghị này nó gây cái lan tỏa nó rất lớn. Đối với vị thế hình ảnh đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, Quốc hội Việt Nam. Nhưng mà đồng thời cũng là nói lên cái chính sách đối ngoại rất là tập trung của chúng ta với những nhiệm vụ ưu tiên. Đó là tạo ra những cái môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên toàn thế giới. Mà các nghị sĩ trẻ là những nhà lãnh đạo tương lai của các nước. Cho nên là khi họ đến đây, họ tham dự hội nghị, họ thấy một cái sự cam kết chính trị rất cao của phía Việt Nam. Họ thấy một cái sự tổ chức rất là tuyệt vời. Cái nội dung thì rất là sâu sắc và toàn diện. Và trong đó thì có rất khá nhiều sáng kiến mà các cái nghị sĩ trẻ rất là ủng hộ. Rồi các hoạt động thì đa dạng. Tóm lại thì tôi thấy là đây là một cái hội nghị mà nó mang nhiều cái ý nghĩa trong cái đối ngoại của thực hiện cái đường lối đối ngoại của chúng ta. Và đặc biệt là nó mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ với các nghị viện các nước thông qua các nghị sĩ trẻ. Nhưng đồng thời cũng là đối với trong quan hệ hợp tác nói chung đối với tất cả các nước trên toàn thế giới. Chính Chủ tịch Liên minh Nghị viện Quốc hội đã nhận xét là ông cũng bảo nó rất là khó nói, nhưng ông chỉ nói hai từ là tuyệt vời và thật tuyệt vời và rất là ấn tượng, rất là thành công. Thì chính cái đánh giá đây là đánh giá khách quan của bên ngoài đối với hoạt động của chúng ta, đấy, cái tổ chức cái thành công cái hội nghị tạo ra một cái tiếng vang và cái sự lan tỏa rất là lớn. Vâng ạ, theo ông thì đâu là những cái yếu tố then chốt đã tạo nên thành công của hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, và qua đó thì chúng ta có thể rút ra được bài học kinh nghiệm gì để có thể triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, đặc biệt là trên các diễn đàn nghị viện đa phương trong thời gian tới ạ? Trước hết thì nó thể hiện một cái cam kết chính trị rất là cao của Quốc hội Việt Nam, của Việt Nam. Coi trọng cái sự kiện này. Nó là một cái hội nghị của các nghị sĩ trẻ. Nhưng chúng ta đánh giá cái tầm của nó rất là cao và cái sâu sắc về nội dung. Cho nên là ở đây nó thể có những cái sự chỉ đạo rất sát sao cho cái việc tổ chức thực hiện cái hội nghị này thành công. Cái nữa là chúng ta đã chuẩn bị một cách rất là sâu sắc, và có thể nói là chúng ta chuẩn bị từ sớm, từ xa để mà thực hiện cái sự kiện này, vì chúng ta coi trọng cái sự kiện này. Và nữa là cái đội ngũ mà triển khai thực hiện tham gia cái hội nghị, chúng ta thấy là một cái đội ngũ tương đối là toàn diện. Ở các ủy ban là chúng ta tham gia rất là tích cực và thể hiện cái vai trò có thể nói là chủ động, sáng tạo, thậm chí là dẫn dắt và định hình cái luật chơi. Bởi vì chúng ta đã đưa những cái yếu tố nội dung vào cái tuyên bố chung của cái hội nghị, có tính chất là hướng cho cái hoạt động của cái diễn đàn này, diễn đàn của các nghị sĩ trẻ trên toàn cầu, đi theo một cái chiều hướng là tăng cường cái hợp tác, tăng cường hợp tác toàn diện, tăng cường cái tình hữu nghị và tăng cường cái hiệu quả của các cái hoạt động của các nghị sĩ trẻ toàn cầu. Vâng, xin được cảm ơn những nhận định vừa rồi của Đại sứ Ngô Quang Xuân. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng xuất phát từ vai trò vị thế của mình, thế nên ngoại giao nghị viện cũng có những đặc trưng rất riêng, không chỉ gói gọn trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại của Quốc hội mà còn gắn liền với chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những đánh giá về hoạt động ngoại giao nghị viện của Việt Nam ngay sau đây. Cái đặc điểm cũng rất đặc biệt của Quốc hội là gì? Là có đại diện của cả các cái
lực lượng chính trị khác nhau, gồm có cả đảng, có cả nhà nước và nhân dân, cho nên có một cái vị trí rất là đặc biệt trong việc là triển khai cả đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Quốc hội giữ vai trò rất quan trọng trong việc là hoàn thiện hoặc là xây dựng mới những cái luật để tạo điều kiện cho việc thực hiện cái quan hệ đối ngoại của ta với các nước, và cùng với đó là cùng với các cơ quan ban ngành để thúc đẩy cái việc đôn đốc và giám sát thực hiện những cái thỏa thuận của ta với các cái đối tác quốc tế. Cái vai trò của Quốc hội cực kỳ quan trọng trong cái việc là vừa định hướng cho chính sách của các quốc gia trong cái kênh chính phủ, vừa là tạo thuận lợi cho những cái thỏa thuận của chính phủ với chính phủ có thể được thực hiện. Tôi xin nói rằng là này, những cái câu chuyện, những cái thỏa thuận như về giảm khí phát thải, nó liên quan đến rất nhiều cái môi trường pháp luật ở trong nước. Cái hay là những câu chuyện liên quan đến những cái thỏa thuận về thương mại, đầu tư, nó cũng liên quan đến môi trường pháp lý ở trong nước. Cho nên Quốc hội vừa là người định hướng, thúc đẩy những cái xu hướng lớn của thế giới và chia sẻ những cái quan điểm của Việt Nam, nhưng cũng lại tạo thuận lợi cho các cái chính phủ, trong đó có chính phủ Việt Nam, khi có những cái thỏa thuận mà cần đến cái hỗ trợ của các khung chính sách về pháp luật ở tại Việt Nam. Chúng ta phát huy được cái sức mạnh mềm của đối ngoại Quốc hội để mà có thể là không những tăng cường quan hệ với nghị viện các nước mà với thông qua các thể chế đa phương như tại các diễn đàn đa phương, thông qua Liên minh Nghị viện Thế giới, thông qua diễn đàn nghị sĩ châu Á-Thái Bình Dương, rồi thông qua tổ chức nghị sĩ các nước ASEAN, AIPA. Thì thông qua các cái cơ chế như vậy thì Quốc hội chúng ta thứ nhất là thể hiện được với cái tiếng nói của mình tại các diễn đàn như vậy, đưa cái tiếng nói của Việt Nam, của nghị sĩ, các đại biểu Quốc hội Việt Nam đến với các diễn đàn đấy. Thứ hai nữa là chúng ta cùng với nghị sĩ, nghị viện các nước tham gia thảo luận và hoạch định cho những chủ đề chương trình mà rất là thiết thực cho nghị viện các nước. The National Assembly of Vietnam is Quốc hội Việt Nam là một trong số những nghị viện hoạt động tích cực nhất tại AIPA, luôn luôn nỗ lực đóng góp ý tưởng và sáng kiến để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của AIPA. Quốc hội Việt Nam cũng đạt được những thành tựu ấn tượng trong việc thúc đẩy vai trò của phụ nữ tại nghị viện, khi là một trong những nghị viện có số lượng nữ đại biểu Quốc hội cao nhất tại ASEAN. Quốc hội Việt Nam cũng dẫn đầu nỗ lực chuyển đổi số tại khu vực. Có thể gói gọn cái hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong một số chữ. Theo ý tôi đó là rất chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo và hiệu quả. Đối ngoại Quốc hội đã giúp tạo cái nền tảng xã hội rất là tích cực, thuận lợi để tranh thủ cái sự ủng hộ của người dân các nước, đặc biệt là nghị sĩ các nước đối với cái công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước của chúng ta. Thông qua các cái hoạt động đối ngoại của Quốc hội thì bạn bè quốc tế hiểu biết thêm về Việt Nam, về cái công cuộc đổi mới, về cái vai trò của Quốc hội với tư cách là đại diện cao nhất cho cái quyền lợi và tiếng nói của người dân. Và từ đó thì tranh thủ được cái tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Vâng, chúng ta vừa theo dõi những đánh giá về tầm quan trọng và những đặc điểm rất đặc trưng và những thế mạnh riêng có của đối ngoại Quốc hội. Vậy thì ý kiến của Đại sứ Ngô Quang Xuân như thế nào? Cái vai trò của đối ngoại Quốc hội mà nó rất là đặc thù, bởi vì là chúng ta thấy là ba cái trụ cột đối ngoại, đó là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, thì đối ngoại Quốc hội có một cái vị trí rất là quan trọng trong ngoại giao nhà nước. Và như chúng ta hiểu từ trước đến nay thì cái quan hệ giữa Quốc hội với Quốc hội các nước hay nghị sĩ các nước nó đóng một vai trò phải nói là rất là có ý nghĩa trong cái hoạch định cái đường lối chính sách của tất cả các quốc gia. Bởi vì đây là cái cơ quan lập pháp. Cái vai trò lập pháp, vai trò giám sát và vai trò thực hiện những cái ra những cái quyết định quan trọng nhất của một quốc gia thì nó thuộc về cơ quan nghị viện, nó thuộc về quốc hội các nước và các cơ quan nghị viện. Thì quốc hội ta cũng vậy.
Tôi cũng hay nói là quan hệ giữa Quốc hội với Quốc hội và nghị viện, hay là quan hệ giữa các nghị sĩ nước ta với nghị sĩ đại biểu Quốc hội nước ta với nghị sĩ Quốc hội, nghị viện các nước, nó như là cái thay mặt nhân dân, nó là thay mặt và tiếng nói của nhân dân. Và khi mà đã đến với nhau thì đây là cái sự đoàn kết, cái sự hữu nghị và cái hợp tác, và có thể nói là cái gắn bó giữa nhân dân các nước với nhau. Thế cho nên là khi mà chúng ta tham gia rất là tích cực các cái hoạt động ngoại giao nghị viện song phương, như là chúng ta nói từ nãy đến giờ, hay là những cái hoạt động ngoại giao đa phương, đặc biệt là tại cái Liên minh Nghị viện Quốc tế IPU, đấy là cái tầm cỡ thế giới. Còn khu vực thì chúng ta biết rồi, cái nghị viện AIPA của ASEAN đóng một vai trò rất là quan trọng. Mà các bạn bà ASEAN vừa đánh giá là mùa Quốc hội Việt Nam là một trong những cái Quốc hội năng động nhất, đóng góp nhiều ý kiến nhất và đưa ra sáng kiến rất nhiều trong cái hoạt động của AIPA nói chung. Thì bạn bè đánh giá chúng ta như thế, chúng ta rất là tự hào. Và đây là một cái hoạt động mà chúng ta thấy rõ là suy cho cùng nó bảo vệ cái lợi ích quốc gia dân tộc, suy cho cùng nó là nâng cao và củng cố cái vị thế và cái uy tín của Việt Nam, và đó cũng là nói lên cái đường lối đối ngoại rất là độc lập tự chủ nhưng mà rất là hòa hiếu của chúng ta đối với các nước, đối với các dân tộc, mà đặc biệt là quan hệ đối ngoại Quốc hội, quan hệ đối ngoại nghị viện đã nối dài cái bàn tay của cái tình hữu nghị, cái mong muốn hòa bình, hợp tác của toàn thể nhân dân Việt Nam. Vậy theo ông thì trong thời gian tới, phương hướng nào để chúng ta có thể tiếp tục phát huy được những thế mạnh vốn có của đối ngoại Quốc hội và có thể đóng góp tích cực cho tổng thể ngoại giao của Việt Nam? Cái kết quả của cái hoạt động đối ngoại năm 2023 nó đặt ra những cái thuận lợi tôi cho là rất là rõ ràng. Bởi vì trong quan hệ song phương thì chúng ta thấy là các đoàn của từ đoàn cấp cao nhất là đoàn chủ tịch quốc hội thăm chín nước, hay là các phó chủ tịch quốc hội và các ủy ban, rồi các tổ chức, hay là ví dụ như là nghị sĩ nữ, rồi nghị sĩ trẻ, thì đã mở ra những cái đường đi nước bước, ký kết rất nhiều hiệp định mới, và đặc biệt là không riêng gì chỉ là trong cái lĩnh vực của quốc hội là lập pháp, giám sát hay là những cái quyết định quan trọng nhất ấy. Nhưng mà đó là bên các cái quan hệ kinh tế thương mại, rồi quan hệ ngoại giao nhân dân cũng được mở ra rất là nhiều. Thế thì tôi nghĩ là sắp tới thì chúng ta tổ chức thật là chặt chẽ và làm thế nào để thực hiện triển khai hiệu quả các cái ký kết, những cái kết quả của cái hoạt động vừa rồi đem lại, nhất là những cái ký kết mới đối với rất là nhiều lĩnh vực, và đặc biệt là chúng ta làm thế nào để chúng ta trên cơ sở đó thì chúng ta lại mở rộng và phát triển thêm các cái ký kết và những cái lĩnh vực mới, những cái nội dung mới, thì chúng tôi thì nghĩ là nó cái sức lan tỏa của cái hoạt động đối ngoại trong năm 2023 nó sẽ tác động đến một cái thời gian dài nữa, không chỉ là trong năm 2024 tới đây, mà nó cho một cái giai đoạn cho đến, tôi nghĩ là ví dụ ngắn hạn mà nói thì cho đến hết cái nhiệm kỳ của Quốc hội này, thì thực hiện được cái từng đấy, tất cả những cái này thì tôi nghĩ là đó là những cái thành công mà tất cả chúng ta đều đang rất mong đợi, nhân dân đang rất mong đợi và tin tưởng rằng Quốc hội nước ta sẽ thực hiện thành công các cái sứ mệnh của mình trong cái thời gian tới. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của Đại sứ Ngô Quang Xuân.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 vừa qua đã khép lại với những dấu ấn đặc biệt trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội trên cả bình diện song phương và đa phương. Những thành tựu to lớn này cũng đồng thời là bài học kinh nghiệm quý báu để chúng ta có thể tin tưởng rằng hoạt động ngoại giao nghị viện trong năm 2024 sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, phát huy mạnh mẽ hơn nữa lợi thế đặc thù của kênh đối ngoại Quốc hội. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn Đại sứ Ngô Quang Xuân, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã dành thời gian với Truyền hình Quốc hội Việt Nam ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.